Hai Thợ Cù Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trong mọi miền đất nước nha. Thì những cái clip vừa qua mình dán gạch ở mấy cái tường cũ á, thì hôm nay mình sẽ dán bên cái chỗ phần cửa sổ bên hàng lờ. Thì người ta đã dời cái cửa ra này, mình dán cái mặt tiền này thì hồ mới nha. Thì những cái clip rồi thì mình không có nói chuyện giải thích cho cô chú anh chị và các bạn nha. Tại vì khi mình làm á thì mình cầm điện thoại quay nhưng mình ngồi xa không có nói chuyện rõ được. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chi tiết để mình làm cái mặt cửa sổ này nha. Thì ở đây thì mình dán gạch là 30 x 60. Cửa sổ này chiều cao nó lên là 9 tấc. Thì chiều ngang của mặt cửa sổ này là nó 2,4 m nha cả nhà. Thì mình không có xài laser ốp tường nên mình chỉ lấy mặt bằng và mặt đứng. Còn cái chiều cao, cái chiều mà để mà lấy mặt bằng thì mình đã có ghém một viên gạch đầu trên và đầu ngang, để khi mình đặt cái miếng gạch vô thì thước mình sẽ canh vô cho nó thẳng nha, rồi mình lấy từ đó lên. Thì tường mới này thì mình sử dụng là xi măng với keo, không có pha thêm xi cát nha cả nhà. Thì những cái tường cũ thì lúc nào mình cũng pha cát. Ví dụ như bức tường dày bị thiếu hồ thì mình pha cát hơi nhiều, còn nó thiếu hồ ít thì mình pha cát vừa phải để mình thi công cho nó dễ, nó bám dính trên tường nha cả nhà. Thì vừa qua thì có một cái anh bình luận anh vô anh nói là cái tường cũ chỉ cần cắt không khỏi cần mà xả bê thì nó cũng dính. Nhưng anh nói thì như vậy thì em giải thích trên cái video hôm nay luôn. Thì cái tường cũ á, mình mà cắt thì cũng được, nhưng mình không có xả một lớp bê sơn nước ra thì hồ nó không có bám dính cao được nha. Thì mình phải vệ sinh nó sạch sẽ, rồi mình phải tưới nước nữa, nên mình phải cần sủi 3 cái bê ra, chứ để như vậy thì nó không có được hiệu quả cho mấy. Thì mình cũng cảm ơn anh đó đã góp ý cho mình nha. Rồi thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc mình làm hàng ngày nha. Thì thấy video của mình có hay hữu ích nhớ đăng ký và ủng hộ chia sẻ cho mọi người cùng xem nha.